Nóng, lộ ảnh hot girl xăm trổ Đào Chi Lê bị bắt trong lúc bay lắc, trước đó còn khoe đi chùa. Hình ảnh hot girl Đào Chi Lê cùng đồng bọn bị bắt giữ vì sử dụng chất cấm khiến netizen xôn xao. Đào Chi Lê từng là cái tên gây bão cộng đồng mạng khi sở hữu nhiều hình xăm khủng trên cơ thể. Được ví như chị đại khu vực phía Bắc, Đào Chi Lê thường xuyên lên mạng chửi tục hay xuất hiện tại những tụ điểm ăn chơi khét tiếng. Trái ngược với diện mạo có phần gai góc, hot girl xăm trổ từng đầu tư tiền để sản xuất MV ca nhạc, phim ngắn và tham gia đóng vai phụ trong một số tác phẩm. Dù vậy, tất cả đều không tạo được tiếng vang. Ẩn đi một thời gian khá lâu, mới đây, netizen chia sẻ chóng mặt bức ảnh Đào Chi Lê kèm thông tin cô nàng bị bắt vì sử dụng chất cấm. Trong hình, Đào Chi Lê xuất hiện với diện mạo tả tơi, tóc tai bù xù, gương mặt thất thần, lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi. Ngoài Đào Chi Lê thì còn nhiều nam thanh nữ tú khác đang ngồi bục mặt xuống đất. Theo thông tin trên báo điện tử VOV ngày 19 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 13 tháng 1 tại khách sạn Family 88888 ở phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Từ Sơn kiểm tra bắt giữ Cà Văn Thương, 18 tuổi, quê Điện Biên, về hành vi mua bán 10 viên ma túy tổng hợp và một túi ma túy dạng ketamine. Tiến hành kiểm tra khách sạn, lực lượng công an phát hiện 10 phòng, 57 đối tượng liên quan đến hành vi tàn trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một số chất ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 57 đối tượng dương tính với ma túy. Tổng số ma túy thu được của Cà Văn Thương trong các phòng hát có trọng lượng 29,45g. Sau khi hình ảnh Đào Chi Lê xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn, cư dân mạng lập tức tràn vào trang cá nhân để cà khịa hot girl xăm trổ. Đáng chú ý, trước đó khoảng vài giờ, Đào Chi Lê vẫn thản nhiên khoe đi dự tiệc sinh nhật cùng thánh chửi Dương Minh Tuyền, livestream bán hàng, thậm chí còn check-in cực thành tâm trước cửa Phật. Cuối năm đi lễ tạ đền bà Chúa Khó, cầu mong dịch bệnh sớm hết để bà con không ai phải khổ, Đào Chi Lê viết. Năm 2020, Đào Chi Lê từng cầu cứu cơ quan chức năng vì bị vợ chồng giang hồ Phú Lê truy sát. Đào Chi Lê cho biết cô và vợ chồng Phú Lê quen biết nhau khi thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017. Sau đó, chị Thúy Kiều, vợ Phú Lê, nhiều lần mời hot girl xăm trổ về nhà để quảng bá sản phẩm cho mình. Sau thời gian hợp tác, chị Đào tách ra làm riêng thì bị vợ Phú Lê nói xấu, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Bức xúc về điều này, ngày 18 tháng 7, chị Đào đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân để nói ra những suy nghĩ thắc mắc của mình tại sao lại bị đối xử như vậy. Thì ngay trong tối 18 tháng 7, chị Thúy Kiều đã huy động đàn em đến tìm gặp chị Đào để đe dọa xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị Đào sẽ được 20 triệu đồng. Không chấp nhận cuộc hẹn gặp để nói chuyện hòa giải của chị Đào, vợ chồng Phú Lê cử đàn em khủng bố tin nhắn điện thoại nhằm đe dọa và truy tìm để hành hung. Trưa 3 tháng 8, một nhóm người lạ mặt đi một ô tô, hai xe máy về cụm 9, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tìm vào nhà mẹ đẻ của chị Đào để vờ mua chó. Khi bà bé bước ra thì lập tức bị các đối tượng dùng tuyếp sắt vụt liên tiếp vào người. Hai nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.